Tay nồng nhiệt thưa các bạn. Bạn quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không? Tối nay lễ xong có đi ăn ở đâu không? Có hẹn hò ai không? Ngày mai Chủ nhật để nghỉ làm cái gì? Mình hỏi han nhau coi, vì là cuối tuần, một buổi chiều cuối tuần thật đẹp. Các bạn dã từ Sài Gòn đô hội để đi về Nhà Bè. Dù Nhà Bè vẫn ở Sài Gòn nhưng mà nó là biên giới của Sài Gòn với Long An, vùng cực xa của Sài Gòn. Các bạn đã đến đây, Chúa yêu thương các bạn, Chúa quy tụ các bạn lại để cùng nhau cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật thứ 14 thường niên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con vẫn chưa hăng say trong việc loan báo tin mừng. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con vẫn chưa sống để làm chứng cho tin mừng. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khắp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã khen khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: này ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi,
và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được tràn đầy ân sủng. Amen. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi xuống. Chiều hôm nay đẹp không các bạn? Đẹp, rất đẹp. Chúng ta thấy cơn bão số 2 đã vào và đã đi. Tạ ơn Chúa không gây tai hại gì trên đất nước Việt Nam. Tạ ơn Chúa vì một tuần lễ đã trôi qua. Một tuần lễ với nhiều biến động, nhiều đổi thay. Và dấu điểm chúng ta vươn mình lên giữa những đổi thay ấy. Và đêm hôm qua, trong lúc dọn bài giảng thì tôi đọc được một bản tin từ Vatican với tựa đề như sau: hãy tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải phòng thủ hay tấn công. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco gặp Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Trong cuộc gặp có Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav của Ukraine và phái đoàn thường trực. Ngoài ra, về phía tòa thánh có sự hiện diện của các hồng y, bộ trưởng của giáo triều Roma liên quan đến cuộc gặp này. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng vai trò chính yếu của giáo hội Ukraine đứng trước tình hình phức tạp từ những xung đột
là đưa ra lời chứng về niềm hy vọng Kitô giáo. Đưa ra lời chứng về niềm hy vọng Kitô giáo trước những phức tạp và xung đột. Không phải là hy vọng của thế giới đến rồi đi, nhưng là niềm hy vọng Kitô giáo là niềm hy vọng không hư mất, vượt trên mọi thử thách nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh như vậy, không phải là hy vọng của thế giới đến rồi đi, hy vọng hòa bình rồi lại chả thấy hòa bình đâu, hy vọng là hàng hóa nó xuống giá rồi nó cũng chả thấy xuống giá rồi nó cứ lên giá, hy vọng rằng là lương nó lên nhưng mà nó lại không lên, nó cứ đến rồi đi. Nhưng mà niềm hy vọng Kitô giáo theo Đức Thánh Cha Francisco, nhất là với các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn nhớ rằng đó là niềm hy vọng không hư mất, niềm hy vọng Kitô giáo vượt trên mọi thử thách. Mà chúng ta vượt được trên mọi thử thách đó là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và Đức Francisco khuyến khích cả mục tử lẫn dân chúa quan tâm trên hết đến đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Cái quan tâm, mối bận tâm trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên những người mục tử cũng như những người được các mục tử chăm sóc là toàn dân chúa, là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Đây phải là mối bận tâm trước hết, không một hoạt động nào được phép vượt lên cái ưu tiên này. Bởi vì trong đêm tối của thử thách, Chúa Giêsu làm gì ở trong vườn Gethsemane thưa các bạn? Chúa Giêsu làm gì? Cầu nguyện. Và Chúa nói với các môn đệ rằng là hãy tỉnh thức và nào, mời các bạn giơ cao cây quạt lên để nhắc lại lời của Chúa cho chúng ta thấm vào tận sâu thẳm của mình. Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hãy tỉnh thức và trước mọi thử thách khó khăn, hãy tỉnh thức và trước mọi đe dọa bốn phía, hãy tỉnh thức và Chúa Giêsu cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như vậy chứ không phải là phòng thủ hay tấn công. Thường trước những khó khăn, những thử thách, người ta lo phòng thủ, mà nếu muốn chắc ăn là người ta tấn công. Muốn đừng để nó đánh mình thì mình đánh nó trước, hoặc là thấy nó tấn công mình thì mình phải phòng thủ, nếu mình không đủ sức đánh nó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh là không, trước những khó khăn, những thử thách không có phải phòng thủ mà cũng chẳng phải tấn công, mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Kế đến, việc hiện thực hóa sứ mạng mục vụ được thực hiện bằng sự gần gũi. Cái sứ mạng mục vụ mà các mục tử thực hiện phải là bằng sự gần gũi. Các mục tử cần ở với dân chúng, các mục tử cần phải canh thức ở ngay bên cạnh họ. Và sự gần gũi của các mục tử với tín hữu là một kênh mà phải xây dựng ngày này sang ngày khác, để dân chúng không chỉ hiểu người mục tử như là người nói về Chúa. Dân chúng không hiểu người mục tử chỉ như là người đứng lên mà nói về Chúa, mà còn cảm nhận người mục tử là một người cho Chúa bằng cách cho đi chính mình, bằng sự gần gũi, bằng sự đồng hành với người giáo dân. Đấy. Thêm vào đó, một sự hết sức cần lưu tâm, một sự quan trọng hết sức lưu tâm, Đức Thánh Cha nói, đó là tính công nghị. Có nghĩa là giáo hội là một cộng đoàn đi cùng với nhau. Nếu giáo hội có công nghị thì chưa đủ, giáo hội phải là công nghị. Cần có sự chia sẻ bên trong giáo hội, cần có sự đối thoại giữa các mục tử với nhau, và cần có sự đối thoại giữa mục tử với người giáo dân. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng để có thể thực hành tính công nghị trong giáo hội thì cần có ba điều. Thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm,
và thứ ba là có sự dấn thân của giáo dân. Thứ nhất là có sự lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm, và thứ ba là dấn thân. Thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm, và thứ ba là dấn thân. Và tính công nghị này sẽ làm cho tầm nhìn được mở rộng và phong phú từ truyền thống riêng bên trong của một giáo hội phổ quát. Đọc xong bản tin này, tôi thấy thú vị. Vì Đức Thánh Cha nhấn mạnh là trước mọi khó khăn thử thách, không phải phòng thủ hay tấn công, mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng của Kitô hữu không phải là đến rồi đi, nhưng mà niềm hy vọng ấy vượt trên mọi thử thách nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Và quan tâm trước tiên của người mục tử lẫn con chiên là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Và người mục tử phải gần gũi với người giáo dân bằng cách là canh thức bên cạnh họ và cho họ cảm nhận được Thiên Chúa, không phải là mình nói về Chúa, mà mình dám cho đi bằng việc dấn thân và phục vụ. Và đó cũng là cách thức truyền giáo mới của ngày hôm nay mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng: các con hãy cầu xin Cha trên trời để sai nhiều thợ gặt lành nghề đến trên cánh đồng truyền giáo. Vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Giống như người ta bảo là việc làm thì ít mà thợ thì nhiều, cho nên mới thành thất nghiệp. Ngày hôm nay công việc thì ít mà thợ thì nhiều, cho nên người ta thất nghiệp. Trong khi ngược lại, chúng ta thấy có một sự đối kháng kỳ lạ. Thế gian thì người ta thất nghiệp vì việc thì ít mà thợ thì nhiều. Còn trong đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, trong cánh đồng truyền giáo thì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít, công việc thì nhiều mà thợ thì ít. Bây giờ bằng cách nào đây? Đăng bảng tuyển mộ thợ ư? Được không? Không. Làm gì có đăng bảng? Mà có đăng bảng chẳng mấy người đến. Tôi đọc trên mạng thấy tuyển sinh dòng Minh Thánh Giá, tuyển sinh chủng viện, địa phận này, địa phận kia, vân vân, cũng có đăng bảng, cũng có quảng cáo. Rồi có nhiều người mang những cái tờ bướm đi phát: nào bạn muốn dấn thân vào dòng tu này, vào tu hội này, vào cái này, vào cái nọ, vào cái kia. Giống như là ngày xưa trước năm 75 tôi còn đang đi học, cứ nói muốn sống hùng sống mạnh phải vào lính nhờ dù, ví dụ thế. Muốn sống hùng sống mạnh vào thủy quân lục chiến, ví dụ thế. Cứ bao nhiêu lời mời gọi, bao nhiêu lời kêu gọi ấy chẳng đem lại kết quả, chẳng đem lại một cái điểm tốt đẹp nào cả, thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu không bảo ta là đi quảng cáo, mà Chúa Giêsu bảo ta là hãy cầu nguyện xin Cha trên trời để Cha sai nhiều thợ gặt lành nghề. Có khi thợ thì nhiều mà không có ai lành nghề hết, cho nên người ta tuyển thợ bây giờ cũng phải tuyển thợ lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm. Khổ nỗi mới ra trường đi xin việc, chỗ nào nó cũng đòi kinh nghiệm thì lấy đâu ra. Cho nên là cứ thất nghiệp dài dài. Mà muốn kinh nghiệm thì phải làm, mà bây giờ đi làm thì nó lại bảo phải có kinh nghiệm. Ta thấy nhiều bạn bảo: cha ơi, bây con biết sao bây giờ sinh viên ra trường làm gì mà có kinh nghiệm, mà đi xin việc làm chỗ nào nó cũng bắt là phải có kinh nghiệm nó mới nhận. Thì tôi bảo chỉ có một cách duy nhất là nhận vô đi làm không lấy lương, thì nó kinh nghiệm. Để làm không lấy lương để học kinh nghiệm. Chịu không? Chịu không? Chịu cách đó thôi. Mà nhưng mà đi làm để học kinh nghiệm không lấy lương, thưa cha, lấy gì sống? Cho nên bạn trẻ ngày hôm nay gặp cái thách đố đó, khó giải quyết. Còn ở trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống tâm linh, thì thưa anh chị em, các nhà dòng, các tu viện bây giờ rộng mở, nhưng mà có mấy người đi vào đời sống tu nữa đâu. Các chủ viện ở Việt Nam tôi không nói, nhưng mà ở nước ngoài, đặc biệt là ở Âu Châu,
đặc biệt là Úc Châu hay là bên nước Mỹ chẳng hạn. Những nơi đó càng ngày chủng viện càng đóng cửa, các tu viện cũng phải giải thể vì không có người dấn thân đi tu nữa, thưa các bạn. Vậy thì chẳng lẽ ta chịu thua sao? Không. Chúa nói là các con hãy đi rao giảng, hãy đi loan báo, hãy đi làm chứng cho tin mừng đến tận cùng trái đất. Có nghĩa là công việc ấy không chỉ dành riêng cho các tông đồ 12 ông, mà hôm nay Chúa gọi thêm 72 môn đệ nữa. Có nghĩa là ngày hôm nay công việc ấy không dừng lại cho linh mục, tu sĩ, mà là công việc cho tất cả những người tín hữu. Ai là người tín hữu? Giơ tay. Là người có đạo đó, giơ tay. Rồi, anh chị em là người có đạo, anh chị em có biết rằng mình phải lãnh nhiệm vụ đi loan báo tin mừng không? Giơ cao lên. Anh chị em có biết rằng mình lãnh nhiệm vụ phải đi làm chứng cho tin mừng không? Anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có biết nhiệm vụ của mình phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa không? Rồi, một tràng hoa tay để chúc mừng anh chị em đã ý thức được chuyện đó. Chứ không phải là chỉ chuyện riêng của các cha, các thầy, các sư của đời hàng giáo sĩ không. Bây giờ, anh chị em nào là những người không phải là đạo công giáo, hôm nay các anh chị đến đây xin giơ tay. Đấy, Chúa tôi xin thưa, xin mời đứng lên luôn đi cho nó. Đứng lên, xin mời anh chị đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi đứng lên, giơ tay lên. Đứng lên, giơ tay lên. Thưa anh chị em, đây là những người không có đạo, là những người ngoại đạo, là những người tôn giáo bạn. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Cao lên, đứng lên, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay. Một tràng pháo tay nữa thật, thật lớn, thưa anh chị em. Vâng, mời các anh chị và các ông bà ngồi xuống. Vui không? Vui. Vui lắm luôn. Bây giờ tôi có chết tôi cũng mãn nguyện. Vì lý do là sáng hôm nay có một linh mục đến gặp, bảo là nghe nói gặp cha Long khó lắm phải không? Bảo khó thật, vì lý do là buổi sáng này con cứ phải đi lao động, chứ con không có ngồi trong văn phòng, mà con cũng chẳng có văn phòng, cho nên là con cứ lang thang, cha cứ thấy con chỗ nào mà rác rến rồi bẩn bẩn này, cha ra tìm, may ra cha gặp. Chứ cha tìm con trong văn phòng thì không có. Con không có văn phòng. Vào cái nhà bếp, vừa là văn phòng, vừa nhà bếp, vừa nhà khách, vừa nhà cơm, nhà ngủ, nhà kho. Ngài bảo là con mới đi họp về loan báo tin mừng của toàn quốc, tiện để ghé thăm cha. Vì nghe đây nói đây là giáo điểm tin mừng, có nghĩa là nơi loan báo tin mừng. Bảo dạ vâng. Con muốn hỏi cha về kinh nghiệm mà việc loan báo tin mừng tại giáo điểm tin mừng này như thế nào. Vì con đến đây con ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là thấy đây nó giống như cái gì ấy. Cái tôi nói cha thấy giống như cái gì, con không biết nó là giống như cái gì. Thì cái anh bạn anh đi bên cạnh về của cha, ngài nói, anh nhắc cha là giống như là cái trại tị nạn. Ôi thì đúng rồi, nó là toàn những là lán trại không như là trại tị nạn. Thứ hai là con thấy ở ngoài người ta bày bán như là cái chợ. Và đúng, đây cũng thành cái chợ trời. Và người ta bán ở bên ngoài đường nhiều lắm. Và bà con ở chung quanh này họ ăn theo cũng khá nhiều. Và điểm thứ ba là cho thấy sao mà mới sớm mà người ta đông vậy. Bảo bây giờ chưa có đông lắm đâu. Nếu mà cha chịu khó, cha ngồi chờ đến chiều, chừng 3 giờ cha mới thấy nó đông như thế nào. Ngài nói, vậy tôi thấy rằng cái này là có phép lạ. Bảo cha thấy sao là phép lạ? Vì tôi thấy rằng là, nghe nói hồi đó cha mới về, cách đây hơn 3 năm là có 5 người thôi đúng không? Bảo dạ thưa cha, vâng. Hồi đó con về là chỉ có 5 người với 300 mét vuông đất. Hồi đó con giảng đạo cho muỗi, ban đêm thì cho muỗi, ban ngày thì cho ruồi, cho nhặng. Rồi giữa đêm thì cho ếch ương. Không có ai hết, chỉ có 5 người thôi. Ngày Chủ nhật thì may ra được 100 người. Và cái nhà thờ này là 200 người ngồi ở đó, con đem ghế con cho bớt đi vì không có người ngồi. Ngài bảo rồi sao? Bảo con chả biết sao cả. Vậy thì cha làm cách nào, cha chia sẻ kinh nghiệm của cha cho việc loan báo tin mừng coi. Bảo là trước tiên là con phải chấp nhận cái sự thật nó là như vậy. Mà cái sự thật đó khó nuốt lắm, cái chén đắng đó khó uống lắm. Con cũng nói với Chúa, thôi Chúa ơi, ở ít bữa rồi con biến.
Và khi mà Đức Cha đọc, Ngài chỉ lên di ảnh Đức Cha đọc đang ở trong phòng. Đức Cha đọc lúc còn sống, Ngài có hỏi tôi là Long, bây giờ mày muốn đi đâu? Và con mới chân ướt chân ráo, con bên trong nhà dòng ra, con có biết truyền giáo, truyền đạo là như thế nào đâu. Và hồi đó mày đi học về cái gì? Và hồi đó là con có đi học một năm về truyền giáo, nhưng mà học lý thuyết thôi, bên Philippines. Sau đó mày học cái gì nữa? Dạ con học 7 năm. Mày lấy cái bằng gì? Bảo con lấy cái bằng tiến sĩ về gia đình. Thì con muốn là đi dạy về tâm lý ở ngoài đời, ngoài mấy đại học ngoài, mà con chẳng ai cho dạy, cho nên giờ con thất nghiệp. Thì bảo vậy giờ mày muốn đi đâu? Bảo qua đây thì Đức Cha bảo con đi đâu rồi đi. Bảo nhưng mà ưu tiên mày chọn chỗ nào? Bảo nói thật với Đức Cha, con thì dốt vừa dở, mà chả có đạo đức tốt lành. Ở mấy nhà thờ lớn chắc con không biết gì con làm đâu. Mà ở mấy giáo xứ mà con nề nếp tổ chức rồi thì con lại càng dốt nữa, con chẳng biết làm cái gì cho nó mở mang được. Thôi Đức Cha kia mấy chỗ nào xó xỉnh nào đó, khó nhất, xa nhất, nghèo nhất, khổ nhất, Đức Cha đẩy con đi đó để cho con được tu tỉnh cho nó đàng hoàng. Con vốn là cái thằng mà Thôi Đức Cha nói ừ vậy thì được rồi, mình xuống nhà bè được không? Tôi có biết nhà bè là cái gì đâu, chỉ có biết mỗi cái bài hát người ta vẫn hát là nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về a li họ lờ thấp quá trời ơi. Thì tôi nghe bài hát đó tôi nghĩ là chắc là nơi đây nó hữu tình, nơi đây là nó phải là nên thơ lắm, nhà bè nước chảy chia đôi mà tôi nghĩ là nơi đây phải thơ mộng. Tôi nghe bảo vậy thì cũng được đấy Đức Cha, về nơi đó để mà coi như là về hưu non, về đó để mà hưởng cái tuổi già về sớm. Thôi đến đó thì ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Thôi cứ về đây là câu cá với lại làm vườn giúp cho nó vui vẻ. Rồi mùa nào Chúa gọi đi thì đi. Tôi cứ nghĩ vậy thôi. Đến nơi thì thực sự ngán lắm. Nói thì hăng lắm mà về nhà bè sao mà nó hát hay vậy, mà sao mà nó không có hay như bài hát thế này. Bài hát thì hay mà sao mà không thấy nó hay như bài hát. Tôi buồn gặp mấy cái đứa ca đoàn này nó loe ngoe hai ba đứa cái micro thì nó ọp ẹp. Mà giảng chẳng biết giảng cho ai. Suốt ngày ra thì thấy thằng giúp lễ áo thì váy trước thì váy cao hơn váy sau. Rồi cứ loe ngoe. Ngày nào cũng gặp bằng đó khuôn mặt lấy gì mà giảng gì nữa giờ. Rồi Đức Cha bảo nhưng mà mày có cái nghề gì? Bảo nó thật với Đức Cha, con có cái nghề lòng thương xót. Và cũng chỉ vì lòng thương xót mà con mới đến với Đức Cha. Vì con đã trình bày với Đức Thánh Cha Francisco về cái ơn gọi, cái đặc sủng của con là con chỉ muốn sống cái ơn gọi lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót. Mà bây giờ Đức Cha đưa con về đây thì con loan truyền cho ai bây giờ? Mà thì mày ráng đi, mày làm được mới hay chứ. Có người mà mày làm thì nói làm chi, mày không có người mày làm mày mới hay chứ. Hay đâu con không biết, mà con chỉ thấy hay ho, tức là ho suốt. Thế gọi là hay ho. Rồi thưa anh chị em, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói với Chúa giống như là Đức Thánh Cha nói, trước những cái khó khăn, những cái thử thách này thì không phải là phòng thủ hay tấn công mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Và Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ đi thì nói đầu tiên là hãy cầu nguyện rồi mới đi, chứ không có phải đi rồi mới cầu nguyện. Cho nên là đến đây rồi, tôi bắt đầu gọi được ai thì được. Chiều nào cũng vậy, 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mần côi, rồi dâng thánh lễ. Cứ như thế, ngày xưa thưa anh chị em, đây là những cái phương tiện mà chúng tôi, hồi đó anh chị em đến đây đi tham dự thánh lễ, thì chúng tôi đều gửi tặng cho anh chị em, có khi được tới 5 món quà. Đầu tiên là chúng tôi gửi tặng cái máy, hồi xưa là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ai đi lễ cũng được tặng hết, bất kể là đàn ông, đàn bà, bất kể là có đạo hay không có đạo, cứ đến là một món quà thứ nhất.
là mấy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót đi cho tấm ảnh. Rồi, thứ hai là tấm ảnh lòng thương xót Chúa F-Plastic. Ai đến cũng tặng tấm ảnh lòng thương xót Chúa F-Plastic. Thứ ba nữa là hồi đó là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nó bằng bàn tay thôi. Rồi đó tặng cho mỗi người cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Lòng tuần cửu nhật kinh lòng thương xót Chúa. Mấy món quà rồi? Mấy rồi? Ba. Biết hồi đó tôi tặng cái gì nữa? À đây, chẳng chuỗi. Chẳng chuỗi mình coi chẳng chuỗi lòng thương xót là đến ai cũng được tặng một cái chẳng chuỗi mình coi chẳng chuỗi lòng thương xót. Đây. Hồi đó đến một là chuỗi 10, hai là chuỗi 50. Ai cũng được đến. Mấy rồi? 4. Rồi, máy, sách, ảnh, chuỗi. Và cuối cùng là cái gì? Đó chưa có quạt. Đó cái gì ta? Móc khóa. Rồi, đó là móc khóa. Mỗi người đến đây được tặng một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Đó là 5 cái món quà đến đây. Cứ chiều nào đi lễ cũng món quà thứ nhất, món quà thứ hai, món quà thứ ba, món quà thứ tư, món quà thứ năm. Mới đầu thì 5 người ấy về rủ thêm được 10 người, 10 người ấy thêm được 20 người. Cứ như vậy kiên nhẫn, kiên trì. Và như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói là tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không có phòng thủ và tấn công. Cứ như vậy. Và điều mối bận tâm đầu tiên là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Ngày xưa tôi là người hoạt động, hoạt náo và hoạt hình. Cho nên là lúc nào cũng chỉ thích xuất hiện trên sân khấu múa máy nhảy nhót thôi. Cho nên đời sống hoạt động rất là hăng. Tôi sinh hoạt với giới trẻ ngay từ thời phôi thai. Giới trẻ Sài Gòn chưa có, chúng tôi làm ở Thủ Đức với Đức Cha Đệ, ngày xưa là cha xứ ở dưới nhà thờ ở dưới Thủ Đức với chúng tôi. Hai anh em làm với nhau cả cái vùng Thủ Đức, bạn dưới trẻ của đó hằng lắm, cấm trại rồi sinh hoạt lửa trại rồi văn nghệ đủ thứ. Nhưng mà rồi đùng một cái Chúa đem tôi vào trong cái hoang địa này để làm cái gì? Để huấn luyện, để rèn luyện, để là tẩy sạch tất cả những cái gì mà nó không có phải là chính yếu, để chỉ còn lại lòng thương xót mà thôi. Lúc đó tôi không biết bám víu vào cái gì. Lúc đó tôi không biết cậy dựa vào ai. Không có một ai quen biết về đời cũng như đạo ở đây. Không có quen biết một ai cả. Cứ một mình mà tôi nghĩ bây giờ tôi cũng liều. Liều thật. Bây giờ bỏ đi nữa không? Dám đi không? Ngu gì đi. Dạy lần nữa chứ. Tôi nghĩ mà tính theo kiểu tự nhiên của con người, đúng là dạy gì mà ai mà dạy lên lần thứ hai. Mà lúc đó là phải nói là liều. Mà chúng tôi cũng chả biết là cái gì. Đúng như là Phao-lô nói, tôi không biết một cái gì ngoài thập giá của Đức Kitô. Tôi không biết một cái gì ngoài lòng thương xót Chúa. Ngu nga, ngu ngơ, khù khà, khù khờ, ngớ nga, ngớ ngẩn, ngớ ngao, ngao ngác. Chả biết cái gì cả. Lúc mà địa phương, xã, về huyện họ gọi lên bảo sao linh mục đến mà không trình diện với chúng tôi, không làm việc với chúng tôi. Bảo tôi có biết ai đâu mà trình diện, có biết ai đâu mà gặp, biết ai đâu mà nói, có ai dẫn tôi đi đâu, có ai đưa tôi đi đâu, có ai giới thiệu tôi đâu mà tôi biết. Thôi thì mấy ông, bây giờ tôi biết thì tôi sẽ chào nhé. Vậy thôi, chứ sao bây giờ? Và ai mà đến chả biết họ đời hay đạo, tôi cứ nằm món quà. Này, ông chủ tịch, máy nha, ảnh nha, móc khóa nha, chẳng chuỗi nha, rồi sách nha. Mà ông nào, ông tổng thống, ông bí thư, ông chủ tịch, ông lời đời, ông đạo bà nào đi, tôi cứ nằm cái này tôi tặng. Được không? Được. Được không? Được. Lấy không? Lấy. Mình cứ gieo thôi. Chúa nói là Phao-lô trồng, Apollo tưới và Chúa làm cho mọc cơ mà. Thú thật với anh chị em, trước đó là 3 năm mà chúng tôi là vùi trong lòng đất thì chúng tôi đã gửi tặng không biết là bao nhiêu triệu tấm hình này, bao nhiêu triệu tấm hình lòng thương xót Chúa này đến chỉ tặng, và cũng không biết là bao nhiêu trăm ngàn cái máy chỉ có tặng. Chẳng chuỗi thì cũng vô kể, sách thì cũng vô kể, tất cả là cho không biếu không. Cứ gieo, gieo 10 năm cứ vậy mà gieo,
không biết là Chúa làm cho nó lớn, nó mọc lên lúc nào, là quyền của Chúa. Đó là lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ làm như vậy thôi, làm một cách là hồn nhiên, là một cách là ngu ngê, là một cách là khù khờ. Chả biết gì, có người hỏi tôi tại sao mình cứ làm vậy, lòng mình phí phạm vậy. Bảo tôi kệ nó đi, cho 100 cái máy mà có một người nghe được không? Được rồi. Còn 99 cái người ta cho vào cái ấy người ta giã như là cua rốc được không? Không được đi. Một cái máy người ta nghe cũng được rồi. Và một cái máy đó mà người ta nghe mà họ biết đi lòng thương xót Chúa, tôi cũng vui lắm rồi. Rồi tôi cho 100.000 cái máy mà được 100 bạn trẻ được ơn trở lại được không? Được chứ. Lời quá chứ. Được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Còn đây mình được bao nhiêu linh hồn thì còn bao nhiêu cái thế gian này cộng lại chứ ăn thua cái gì, thưa anh chị em. Và tôi chia sẻ với cha về loan báo tin mừng của một giáo phận nào đó. Đấy, cái kinh nghiệm của con là như vậy. Là đúng như Đức Giáo Hoàng nói là cứ tỉnh thức và cầu nguyện. Và không có phòng thủ, không có tấn công. Và quan trọng là đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện là cái mối bận tâm đầu tiên. Cho nên đến đây cứ vậy cầu nguyện Chúa Mình Côi, Chúa Lòng Thương Xót, cứ thánh lễ ngày thường cũng như là ngày Chúa Nhật. Rồi dần dần Chúa làm. Không ai biết được. Không ai biết được. Có những người mỗi năm quay lại một lần ở bên nước ngoài. Trời ơi, sao lần này con thấy vậy? Năm sau, trời ơi, sao nó như vậy? Trời ơi, bây giờ con không nhận ra nữa. Bảo tôi còn chưa nhận ra, huống chi là bà. Tôi còn không biết là làm sao nó biến đổi được như vậy nữa. Thú thật với anh chị em, tôi không có tài cán gì hết. Tôi không có sức thu hút nào hết. Tôi cũng chẳng có đạo đức thánh thiện nào. Tôi cũng chẳng có bùa mê, bùa thái, bùa miên, bùa miếc gì hết. Không có cái gì. Tôi chỉ có một cái duy nhất là lòng thương xót. Mà lòng thương xót ấy trên một con người vô cùng yếu đuối, tội lỗi này. Thú thật với anh chị em như vậy. Sáng mới đi xin tội xong. Sáng ngày một cha, ngài bị ngài bên Pháp về, rồi ngài làm việc, rồi ngài bị tai biến, ngài bị liệt, rồi ngài đi hỏi thăm mãi. Rồi một em bé nó mới bảo là cha đến cha Long đi. Thế là nhờ một bà sơ, rồi mấy bà sơ đưa ngài đến. Và ngài bảo bìa cha cầu nguyện cho con. Mới đầu tôi đâu có biết, tôi nói ông này làm gì đây, tay cầu nguyện phải không? Bảo ôi trời, mấy bà sơ bảo cầu nguyện xong bảo con biết cha, con học trên lớp cha, con học lớp Đức Cha Khảm. Bây giờ con ở bên Pháp, con là linh mục, con mới về. Jesus Maria. thất lễ, tội lỗi. Ngài rất khiêm tốn làm cho mình thấy mình hậm hĩnh. Ngài rất khiêm tốn làm cho mình thấy mình vô duyên. Và thấy đấy, cái cha thấy đấy, cái con người vô duyên như con người hậm hĩnh như con, con người trả ra cái gì như con, mà Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy. Như là Phaolô bảo là Chúa thể hiện cái sự mạnh mẽ, sức mạnh của Thiên Chúa nơi cái yếu đuối của con người. Tôi hãnh diện vì cái yếu đuối của tôi để sức mạnh của lòng thương xót Chúa trồi vượt lên. Để anh chị em thấy được cái sức mạnh của lòng thương xót Chúa mà mạnh dạn ra đi làm công việc mà Chúa sai 72 môn đệ hôm nay là đi loan báo, làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa. Các bạn mạnh dạn, các bạn ra đi. Tôi nhận được một cái lá thư của một em, nó không phải là công giáo mà nó ở bên nước Anh. Nó viết mà tôi thấy sao mà Chúa làm cái điều lạ lùng quá Chúa ơi. Con chào cha, con tên là Trần Thủy Như, là người ngoại đạo, hiện con đang sống ở bên Anh. Con rất thích từ cả tuần lễ nay cha quay trực tiếp giờ đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa và lần Chúa Mân Côi. Như vậy chúng con là người ngoại đạo ở phương xa không về được, cứ mở máy ra là hiệp thông cầu nguyện cùng với cộng đoàn. Và con có cảm giác là như mình đang được ở giáo điểm tin mừng vậy. Con cảm ơn cha và cộng đoàn mỗi ngày đã đem đến cho chúng con lòng Chúa thương xót. Nhờ đó mà chúng con được bình an. Sướng không? Sướng quá chứ. Một em, tôi có biết em là ở đâu, mãi bên Anh mà nó là ngoại đạo, mà nó cảm nhận được điều đó là suốt một tuần lễ này, từ hôm thứ Bảy và đến hôm nay là vừa đúng một tuần lễ là livestream trực tiếp, là chúng tôi
thực hiện lệnh truyền của Chúa và thực hiện chỉ thị của Đức Thánh Cha là chuyên tâm vào đời sống thiêng liêng và cầu nguyện, đặc biệt là bức thư của đấng bản quyền địa phương cũng như hội đồng giám mục hướng dẫn mình đi vào chiều sâu, đi vào đời sống thiêng liêng, đi vào đời sống cầu nguyện, bỏ những cái gì là tùy phụ, bỏ cái những cái gì là không cần thiết. Quá tuyệt vời, phải hết lòng hết sức mà cảm ơn các đấng bản quyền địa phương cũng như là cả nước Việt Nam. Các đấng ấy được Chúa Thánh Thần soi sáng, cho nên các đấng ấy mới thương mình chứ, mới quan tâm đến mình chứ. Bây giờ bao nhiêu giáo điểm có được anh nhắc tới gì đâu, muốn làm gì thì làm. Còn chúng ta làm và được các đấng quan tâm, lưu ý, hướng dẫn để chỉnh đốn cho càng ngày mình càng đi đúng vào đường lối của Chúa, thì cái điều đó mình chỉ biết hallelujah. Cái điều đó mình phải tạ ơn Chúa chứ. Cho nên đừng có anh em chị em nào nói một cái điều gì xúc phạm đến các đấng các bậc. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý và không cho phép ai nói điều gì xúc phạm đến các đấng các bậc. Vì các đấng các bậc là người được Chúa Thánh Thần soi sáng, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để dạy dỗ mình, dạy bảo mình. Cho nên mình cứ vui vẻ vâng lời và được bình an. Và khi mình vui vẻ vâng lời được bình an thì hoa trái nó còn nảy nở hơn nhiều. Hoa trái thiêng liêng, đấy là một cái hoa trái thiêng liêng, là một người ngoại đạo ở nước ngoài mà họ được tham gia giờ cầu nguyện livestream ấy. Mà điểm thứ hai nữa là Đức Giáo Hoàng nói rằng là người mục tử phải ở gần với con chiên bằng việc cùng cầu nguyện với họ. Anh chị em thấy tôi, và tôi cảm thấy rõ là được quỳ, được đứng, được ngồi, được giang tay ra mà cầu nguyện với anh chị em, đó là cái hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm và cảm thấy nó gần gũi, nó ấm cúng lắm. Anh chị em có thấy vậy không? Anh em thấy hạnh phúc không? Anh em thấy cầu nguyện vậy thấy sướng không? Sướng không? Ai thấy sướng giơ tay? Đấy, thưa anh chị em. Cho nên mình phải hết lòng cảm ơn các đấng các bậc đã thương mình, đã quan tâm đến mình, đã hết lòng hết sức mà để ý, mà dạy dỗ hướng dẫn mình để mình đi vào đúng với lại thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa là muốn ta tỉnh thức và cầu nguyện. Thánh ý của Chúa là muốn chúng ta là phải đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Mà muốn loan báo và làm chứng cho tin mừng thì anh chị em phải đến đây, phải cầu nguyện, phải cảm nhận, rồi anh chị em về nói với mọi người rằng là trời ơi, tôi đã đến rồi, tôi đã thấy rồi, tôi đã cảm nhận rồi, đây này, đây này, đây này, hãy đến mà xem. Và mỗi người đến và cảm nhận điều đó, mình ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Vị linh mục sáng ngày nói chuyện với tôi bảo đấy, kinh nghiệm của cha là như vậy. Và con nghĩ rằng nếu giáo điểm tin mừng nào mà giáo điểm nào mà cũng được ơn của Chúa như vậy thì chẳng mấy chốc nước Việt Nam mình sẽ là toàn tòng. Sướng không? Có quyền mơ chứ, phải không? Có quyền, các bạn trẻ có quyền mơ chứ. Có thể là 5 năm, 10 năm hay là 50 năm nữa, có khi là khi nào mà các bạn dỗ mãn tang của cha Trần Đình Long rồi nó xảy ra được không? Được không? Được chứ, đâu có sao, đâu có sao đâu. Cho nên chiếm biết được ngày nào, giờ nào đó bàn tay của Chúa mà. Mình cứ làm rồi Chúa làm cho nó mọc như thế nào mình không cần biết. Đêm ngày mình không cần biết, chỉ cần biết miệt mài gắn bó với Chúa, cầu nguyện và làm việc. Mình không được phép cầu nguyện rồi mình ngồi chơi. Mà làm việc cũng là cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện là tôi đang làm việc. Khi tôi làm việc với tinh thần loan báo tin mừng là tôi đang cầu nguyện. Và tôi đang cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng là tôi đang làm việc. Cứ như vậy đi các bạn ơi. Cứ như vậy đi. Rồi các bạn sẽ thấy hoa trái vô cùng. Và đây là hoa trái của lòng Chúa thương xót đang triển nở ở đây. Đó là chính vị linh mục ấy nói với tôi rằng là tôi thấy đây là cái phép lạ. Vì lý do là làm sao mà cho quy tụ đông như thế này mà
không bị mất trật tự, không bị chen lấn, không có sự cố gì xảy ra suốt 3 năm này. Đó không phải là ơn của Chúa sao? Người ta tổ chức một cái sự kiện, chứ 10.000 người, 5.000 người là lo sốt vó lên, hết ban này, ngành này, đủ mọi thứ, mà cuối cùng người ta vẫn dẫm đạp lên nhau, vẫn để là một bãi chiến trường ngổn ngang. Còn đây, Ngài đi hết một vòng, Ngài quan sát xong, Ngài nói, mọi cái sạch sẽ, mọi cái trật tự, dù rất đơn sơ và nghèo hèn, như trại tập trung. Cái thứ hai là làm sao mà chính quyền họ cho phép cho tập trung đông như thế này mà không làm khó dễ. Bảo, nói thật với cha, ban đầu cũng khó lắm. Họ cũng sợ, họ cũng ngại. Họ nói rằng từ tạo thiên lập địa đến giờ, ở huyện Nhà Bè này, chưa có một cái chỗ nào mà người ta tập trung đông người như thế này. Họ rất sợ chứ không phải không sợ. Mà nếu con đặt vào trường hợp của họ, con cũng phải sợ thôi. Biết được chuyện gì nó xảy ra, biết được cái chuyện gì nó sẽ như thế nào, diễn biến nó phức tạp, ai hiểu được. Cho nên họ sợ. Nhưng mà dần dần con thấy họ đến, họ xem, họ nghe. Mỗi ngày biết bao nhiêu người thâu âm để nghe cái bài giảng, biết bao nhiêu người quan sát từng chi tiết diễn biến xảy ra ở đây, và không hề thấy một cái dấu chỉ gì là bất hợp pháp hay là phạm pháp cả. Tôi có nói với những anh em có trách nhiệm, nếu tôi làm gì phạm pháp, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu các anh thấy phạm pháp, các anh cứ việc ra tay, vì mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Luật pháp không có thiên vị bất cứ một ai, dù tôn giáo hay không tôn giáo. Anh đồng ý với tôi và đồng ý. Mà chúng tôi theo dõi linh mục gần chục năm nay, không bắt được một cái điểm nào. Nếu mà có điểm nào thì linh mục chết chắc với chúng tôi, bảo đó anh thấy tôi có gì tôi nói ra, tôi sống như thế nào thì tôi cứ tuẹt hết ra, chẳng giấu giếm, chẳng có gì là phải che đậy, chẳng có gì là mờ ám gì cả. Mọi cái nó công khai dưới ánh mặt trời. Cho nên các anh an tâm. Và các anh có thấy là người ta đến đây và người ta đi về, người ta tốt hơn không? Các anh có thấy là những người xì ke ma túy, họ đến đây họ được bỏ xì ke ma túy không? Các anh có thấy bao nhiêu người đến đây tính móc túi mà bây giờ họ toàn móc chẳng hạt ra không? Thấy không? Và các anh có thấy là bây giờ bà con lối xóm địa phương chung quanh đây đời sống của họ lên không? Họ thấy có cơm ăn, áo mặc, có nhà cửa, có mọi thứ, rồi đường xá cũng sạch sẽ, ngon hơn không? Thì đấy, tôi cho anh thấy rằng đó là quyền năng và lòng thương xót Chúa làm chuyện đó. Tôi không có làm được cái gì hết, nói thẳng với anh như vậy. Cho nên anh muốn hỏi thì anh hỏi Chúa. Anh có biết Chúa là ai không? Bảo không biết. Đây, tôi bắt đầu ra một bài giáo lý về Chúa. Bắt đầu mình truyền giáo được không? Mình truyền đạo được không? Ai đến hỏi tôi nói. Và tôi làm chứng về những cái gì tôi nói. Tôi đã sống được cái đó thì tôi nói. Tôi không có nói cái chuyện lý thuyết gì cả. Và đó là cái sự thật. Có chết thì tôi cũng nói sự thật. Và đó là sự thật 100%. Không có chối cãi gì được. Và đó là loan báo tin mừng đấy thưa các bạn. Các bạn cứ sống trung thực đi. Các bạn cứ nhìn mình vào lòng thương xót Chúa qua đời sống cầu nguyện, đời sống thiêng liêng đi. Các bạn cảm nhận được Chúa thương các bạn đi. Rồi các bạn đi nói với mọi người rằng, này bạn ơi, bạn đang buồn phải không? Tôi nói các bạn biết là Chúa thương tôi lắm. Tôi cũng buồn chết đi được. Tôi cũng đã buồn đến mức độ mà như Thánh Faustina bảo là chết còn sướng hơn. Sống gì mà khổ quá sức như thế này. Tôi cũng buồn đến mức độ vậy. Tôi bảo Chúa ơi, chết lẹ lên Chúa lâu quá. Chúa có chờ hoài mà không thấy Chúa đến gì cả. Chúa bảo chưa đâu còn. Đường còn dài, đường còn xa. Tiếp tục đi tiếp. Bảo bao giờ Chúa, bao giờ ta gọi thì về. Có lộn xộn, có thắc mắc, làm. Thì làm thì làm. Mà làm thì Chúa chúc phúc, Chúa bảo vệ, Chúa che chở, Chúa giữ gìn. Trong tinh thần vui vẻ và vâng phục. Cho nên các đấng, các bậc là những người thương mình. Mình phải biết ơn các ngài chứ. Có đâu mà lại nói những lời xúc phạm được đến các ngài. Các đấng, các bậc là những người quan tâm đến mình. Mình phải hết lòng nhớ ơn chứ. Có đâu mà lại buồn, mà lại dỗi. Ê con, đâu phải đứa con nít đâu. Đâu phải đứa con nít đâu, má đánh cái giận, dỗi khóc. Thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi nha con. Nhớ không con? Nhớ không?
Nếu lên đây, nếu lên đây. Rồi mốt con có đi tu không? Con là người ngoại đạo mà cha. Chúa thổi thằng ngoại đạo mà nó đeo chuỗi này, chuỗi tay, chuỗi cổ. Con có thuộc kinh không? Thuộc ạ. Rồi đọc kinh cho mọi người nghe coi. Kinh nào cha? Kinh nào con thuộc con đọc. Vì cuộc khổ nạn. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con có biết hát không? Biết hát thì chịu. Hát thì chịu thôi. Rồi đọc kinh kính mừng biết không? Sang danh Đức Chúa. Lộn. Rồi đọc. Kính mừng thì chịu rồi. Đúng rồi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Con có muốn vào đội giúp lễ của cha không? Có. Rồi, cho mời dòng hóa tay thưa anh chị em. Một người ngoại đạo vào giúp lễ được không? Được. Thưa anh chị em, đã có một linh mục xuất thân từ Phật giáo, cả gia đình là Phật giáo hết. Rồi linh mục ấy tự học đạo, rồi theo đạo, rồi đi tu, rồi trở thành một linh mục Công giáo đang ở Việt Nam này. Đâu có gì là lạ chuyện đó. Cho nên bé này tôi nhận nó là vào giúp lễ. Rồi mai mốt nó... Theo không? Theo luôn. Đây, đây theo luôn, tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Về con đi theo luôn nhá. Đây, tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và anh chị em, chúng ta đi về loan báo bằng tấm ảnh này, một món quà vừa làm kỷ niệm mà để cho người ta biết ngày giờ tham dự thánh lễ. Rồi cho người ta, các bạn trẻ, cho người ta thấy trang web, Facebook và YouTube. Mỗi ngày người ta không đi lễ được, người ta nhà ta tham dự thánh lễ. Mỗi ngày người ta không nghe lời Chúa được, người ta mở YouTube lên, người ta nghe giảng. Người ta mở Facebook lên, người ta coi trực tiếp những giờ cầu nguyện. Đây, có đầy đủ ở trên đây. Bạn về tặng cho người ta một tấm hình này là bạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con có máy nghe giảng chưa? Dạ, con có rồi. Con có sách nhật ký chưa? Nhật ký lòng thương xót Chúa thì không có. Đây, tàng không có cho luôn. Đây... Đây, tặng cho con, về con đọc nha. Dạ, cảm ơn cha. Rồi, con có trái tim lòng thương xót chưa? Rồi, tặng cho con luôn nha. Rồi, con có bồ chưa? Em ba rồi cô. Em ba rồi. Nói là cái gì? Cái gì? Tức là... Thua rồi. À, thua rồi. Có bồ thì nó thua. Rồi, tốt con, trời ơi. Có gì đưa mấy bằng con mà nó mấy bồ nữa chứ. Đây, tặng cho con cái quạt lòng thương xót. Rồi con cũng đi loan truyền cho mọi người. Có trang web, Facebook, YouTube, địa chỉ ở đây nha. Tặng cho một cái quạt là chúng ta đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thích gì nữa không? À, không, cảm ơn cha nhiều rồi. Nhiều quá rồi hả? Nhiều quá, cho nữa. Rồi, cho nữa. Đây, cho móc qua lòng thương xót. Cái gì ai không có thì lấy đi, còn đứa có thì cho thêm. Chúa là như vậy. Nếu mình dám quảng đại với Chúa thì lòng quảng đại Chúa lớn hơn lòng quảng đại của con người. Rồi, được chưa? Rồi ạ. Rồi, con về chỗ nha, được chưa? Rồi, về chỗ. Con về chỗ thì nhờ mời mấy anh chị em này lên. Hiện thời, thưa anh chị em, chúng tôi về đây ngoài những món quà mà chúng tôi vừa mới nói là những món quà thiêng liêng, bên cạnh đó là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là những chiếc xe lăn chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em, bà con, lối xóm ở đây, địa phương ở đây, rồi gửi tặng đến cho những nơi vùng sâu, vùng xa. Bất kể là đạo, là đời, nơi đâu có người nghèo, có người khó, là nơi đó có lòng thương xót. Và vì thế mà người ta mới biết đến lòng thương xót Chúa. Sống tám mối phúc thật là biết chia sẻ cho những người khó khăn. Và khi chia sẻ như vậy, đây là lời chứng, đây là hành động thay cho lời nói, thay cho việc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa. Người thứ nhất chúng tôi xin được gửi tặng đứa bé. Chị cho mọi người biết đứa bé tên gì?
Dạ con có con tên là Lê Thị Hà Vi ạ. Vâng ạ, năm nay cháu 9 tuổi ạ. Bị sao con? Dạ cháu bị trước kia là cháu bị sốt rồi co giật ạ. Sau đó biến chứng thành là bị bại não ạ. Con là người đạo gì? Dạ con là người ngoại đạo ạ. Vâng, một tràng pháo tay cho một người ngoại đạo. Cha gửi tặng cho mẹ con của con, cho bé chiếc xe lăn để con đẩy cháu đi khỏi phải bế nha. Mặc dù con là người ngoại đạo, cháu cũng xin phép được gửi tặng con cái máy 270 bài giảng để lúc nào buồn buồn hoặc là con muốn nghe, con mở con nghe để con cảm nhận được rằng là Chúa vẫn yêu thương con, dù con có đạo hay không có đạo, Chúa vẫn mãi là Chúa của lòng thương xót. Chiếc xe thứ hai xin được gửi tặng cho con tên gì? Dạ con Phạm Thị Bích Liên ạ. Bích Liên. Bích Liên này con là đứa này là ai? Dạ con là con của con. Dạ. Cháu nó bị bệnh cái gì? Dạ bệnh não á bác. Rồi, con là người đạo gì? Con là Phật. Rồi, cho một chồng có thể hô một người đạo Phật nữa. Đứa bé cũng bị bệnh não, một đứa kia là bé gái. Còn đứa bé này là bên đứa bé gái mười mấy tuổi? Dạ 19 tuổi. 19 tuổi, con bé này 9 tuổi, đây là 19 tuổi, cho tặng con một chiếc xe và 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người thứ ba đây là? Dạ thưa cha, là chồng. Đây là vợ con hả? À, chúng vợ con là bị bệnh gì bao nhiêu năm nay? Dạ bị 4 năm trèo cây bị rớt xuống cha. Vâng, 4 năm nay là vợ con là bao nhiêu tuổi? Dạ 41 tuổi. Trèo cây gì con? Trèo cây nhãn cha. Trèo để hái nhãn và bị ong nó đốt, cho nên chị ấy sợ quá chị mới buông tay ra và rớt xuống thì bị dạ bị xẹp hai đốt sống. Rồi đi nằm bệnh viện với Ba Lan hết 130 triệu cha. Rồi con không có tiền điều trị nữa. Con rồi sao con biết giáo điểm Tin Mừng mà con đến? Dạ con nghe, con lên mạng con nghe là ở nhà thờ ở nhà bè Trà Long. Con đi sốt đây. Rồi con là người đạo gì? Dạ con người Công giáo ạ. Vâng, thưa anh chị em, một người Công giáo, một người đạo Phật, một người không đạo, tất cả đều cần đến lòng Chúa thương xót. Đây là hoàn cảnh rất thương tâm của một người chồng nuôi người vợ 4 năm vì chị ấy leo lên cây nhãn để hái và bị ong đốt, cho nên là chị buông tay và rớt xuống bị xẹp đốt sống và bị liệt 4 năm nay mà không có tiền để tiếp tục điều trị, cho nên là đành phải đưa vợ về. Và hôm nay đến đây xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xe lăn để anh đẩy chị đi nha. Và gửi tặng con cái máy lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn cha và cảm ơn con. Vâng, thưa anh chị em, những giọt nước mắt thay cho những lời nói và thay cho câu cảm ơn. Giờ đây mời anh chị em, mỗi người chúng ta cầm cây quạt trong tay và chúng ta cầu nguyện. Ta cầu nguyện. Anh chị em, các bạn cầm cây quạt trên tay, các bạn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin sai con đi để con đem Tin Mừng lòng thương xót Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Xin sai con đi và để cho con luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót, không cậy dựa vào của cải, không cậy dựa vào tài năng, không cậy dựa vào quyền lực, sức mạnh của con người, mà chỉ hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cứ sai con đi. Cứ sai con đi chỗ khó, chỗ khổ, chỗ thiếu thốn, chỗ đang cần những con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Chúng còn những người trẻ hôm nay muốn nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cứ sai con đi. Yêu để cuộc sống mới xanh tươi, để lòng
Các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Bạn thân mến, tỉnh thức và cầu nguyện, đó là phương thế hiệu nghiệm nhất cho việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, mời các bạn giơ cao cây quạt lên và đáp: nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gửi nhiều thợ gặt lành nghề, đem tin mừng đến cho các dân tộc trên toàn thế giới. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Khát vọng sâu xa nhất của con người ở mọi thời đại là được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh, để hết thảy mọi người đều được sống trong bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Tin tưởng vào Chúa quan phòng là thái độ người Kitô hữu cần có suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đặt tròn niềm tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa mỗi khi gặp thử thách gian truân. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Số linh mục trên thế giới ngày nay thiếu hụt trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, ngoài lời cầu nguyện còn biết rộng rãi giúp đỡ chủng viện là nơi đào tạo các linh mục tương lai cho các giáo phận tại quê hương Việt Nam yêu dấu của tất cả chúng ta. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, các bạn hãy dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời các bạn ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ. Oh,
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Chúa cho thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mầu nhiệm đức tin. Con tuyên xưng Chúa đã sinh đi. Con tuyên xưng Ngài đã sống lại. Trong tinh quang mai Ngài đã đến. Con chúng con đến trở về với Chúa Cha. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho nhiều thợ gặt lành nghề đến trên cánh đồng truyền giáo, vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng xung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, bình an niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta. Hãy trao cho bình an và niềm vui ấy với một nụ cười thật dễ thương. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa.